nhiều SPAC đang đón mục tiêu, cơ hội mở rộng cho khả năng VinFast IPO thành công tại Mỹ. Chỉ 25% SPAC sau khi huy động vốn thành công có thể tìm được mục tiêu sáp nhập. Trong khi đó thì VinFast đang đầu tư xe điện tự hành là lĩnh vực được nhà đầu tư châu Mỹ, châu Âu tỏ ra ưa thích. SPAC là gì? Ý tưởng về việc nhà sản xuất ô tô VinFast có thể huy động vốn và niêm yết tại Mỹ thông qua SPAC đang khiến cho giới đầu tư hào hứng. SPAC, Special Purpose Acquisition Company, công ty mua lại có mục đích đặc biệt, là mô hình không mới nhưng lại gây sốt trên thị trường tài chính Mỹ trong vòng hơn một năm nay trở lại đây, kể từ khi bắt đầu của làn sóng hồi phục sau COVID-19. SPAC thường được thành lập bởi một đội ngũ quản lý có kinh nghiệm hoặc là các nhà tài trợ vốn. Họ nắm khoảng 20% cổ phần của công ty, các cổ đông sáng lập, và 80% còn lại thì được nắm giữ bởi các cổ đông đại chúng thông qua các chứng chỉ được chào bán trong đợt IPO SPAC. Mỗi chứng chỉ bao gồm một phần của cổ phiếu phổ thông và một phần nhỏ chứng quyền. IPO của SPAC thường dựa trên luận điểm đầu tư tập trung vào một lĩnh vực và khu vực địa lý hoặc là dựa trên kinh nghiệm chuyên môn của nhóm sáng lập. Sau khi IPO, tiền được chuyển vào tài khoản ủy thác, các SPAC thường có từ 18 đến 24 tháng để xác định và hoàn thành việc sáp nhập với một công ty mục tiêu. Nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ này, SPAC sẽ giải tán và số tiền thu được từ IPO được trả lại cho các cổ đông đại chúng. Sau khi xác định được công ty mục tiêu và thông báo sáp nhập, các cổ đông đại chúng của SPAC có thể bỏ phiếu phủ quyết giao dịch và chọn bán lại cổ phiếu của họ. Nếu như SPAC cần thêm tiền để hoàn tất việc sáp nhập, thì SPAC có thể phát hành nợ hoặc là phát hành thêm cổ phiếu. SPAC đang đón mục tiêu, VinFast có khả năng thành công. Bản chất của SPAC là một công ty xác trắng, họ không có gì ngoài tiền của các nhà đầu tư. Sau khi SPAC niêm yết, họ đi tìm các công ty để sáp nhập. VinFast thuộc tập đoàn Vingroup có thể là một trong những công ty mục tiêu. Thống kê của Financial Times cho thấy kể từ năm ngoái, số SPAC tiến hành IPO thành công tăng một cách đột biến. Tuy nhiên thì số thương vụ sáp nhập thành công mới chỉ chiếm lần lượt là 1/2 và 1/3. Chỉ có khoảng 25% số SPAC niêm yết kể từ năm 2019 cho tới nay có thể hoàn thành việc sáp nhập mục tiêu. Điều này đã tạo áp lực lên các SPAC phải đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm các công ty mục tiêu, nếu không sẽ bị nhà đầu tư rút vốn khi đáo hạn 2 năm. Theo ông Hồ Quốc Tuấn, tiến sĩ giảng viên Đại học Bristol, Anh, những đơn vị muốn niêm yết thông qua SPAC có thể bao gồm VinFast sẽ dễ thở hơn so với SPAC cầm tiền đang chịu áp lực từ nhà đầu tư. Khả năng VinFast nếu muốn niêm yết thông qua SPAC là khả thi và định giá không thấp. Ông Tuấn cho rằng tiền mà SPAC cần giải ngân sáp nhập vẫn còn nhiều. Yếu tố thứ hai là lĩnh vực xe điện, xe tự lái đang được ưa chuộng tại thị trường nước ngoài. Đây là các lĩnh vực sẽ được hưởng lợi từ chính sách đầu tư môi trường xanh của nước Mỹ và châu Âu, hay là Trung Quốc cũng đang có kế hoạch đẩy mạnh đầu tư vào mảng này. Ông cũng nói thêm rằng khả năng thành công của VinFast có thể sẽ cao hơn nếu như công ty chấp nhận mức định giá thấp hơn. Các thương vụ IPO dưới 500 triệu đô la Mỹ hiện tại có rất nhiều. Tại Đông Nam Á, gác khổng lồ gọi xe Grab đã thông báo chính thức rằng họ niêm yết thông qua sáp nhập với SPAC Ultimate Growth trong một thỏa thuận định giá công ty khoảng 39,6 tỷ đô la Mỹ. Sự ứng dụng thu về 4,5 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Tuy nhiên thì cũng phải lưu ý rằng đã có những lo ngại về việc SPAC phát triển quá nóng. Quá trình xử lý hồ sơ SPAC bắt đầu mất nhiều thời gian hơn. Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ SEC nói rằng đang giám sát chặt chẽ chưa từng có. VinFast cần làm những điều gì? Ở đầu bên kia, một công ty mục tiêu sẽ cần phải chuẩn bị nhiều thứ để có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn công ty đại chúng theo tiêu chuẩn Mỹ. Thời gian thông thường rơi vào khoảng vài tháng, ngắn hơn so với IPO truyền thống. Nó bao gồm thẩm định, soạn bản cáo bạch với sự tham gia và giám sát của SEC. Các công ty mục tiêu cũng sẽ phải đáp ứng các vấn đề về chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính, hiệu quả tài chính, các vấn đề thuế, kiểm soát và kiểm toán nội bộ, nguồn nhân lực, quản trị rủi ro, công nghệ và an ninh mạng. Theo pháp luật Việt Nam, mà cụ thể là Nghị định 58 hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán, thì một trong những điều kiện để niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán nước ngoài là phải có quyết định thông qua của Đại hội đồng Cổ đông với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hoặc chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. Bên cạnh đó thì công ty cũng phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước SSC chấp thuận hồ sơ đăng ký. Về phần Vingroup thì trong một thông báo chính thức, Vingroup cho biết rằng Vingroup muốn làm rõ rằng công ty thường xuyên xem xét các lựa chọn để huy động vốn và đầu tư cho VinFast. Điển hình là những cơ hội huy động vốn như đầu tư vốn trực tiếp vào công ty, phát hành cổ phiếu mới, sáp nhập với công ty mua lại mục đích đặc biệt hoặc các giao dịch khác. Việc triển khai các giao dịch huy động vốn còn tùy thuộc vào điều kiện thị trường và nhu cầu vốn thực tế của công ty. Công ty sẽ công bố thông tin theo quy định khi quyết định triển khai giao dịch. VinFast có kế hoạch tung ra thị trường Việt Nam ô tô điện vào cuối 2021 và đã nhận được gần 4.000 đơn đặt hàng sau 12 giờ đồng hồ mở bán. Công ty đặt mục tiêu bán xe ô tô điện sang thị trường Mỹ, Canada và châu Âu vào năm 2022 và đang tìm cách mở một nhà máy tại nước Mỹ.
Bạch Mộc, Nhịp sống kinh tế, Cà phê Biz, Đầu đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tại sao Hòa Phát nhập khẩu hàng triệu tấn than thay vì dùng than nội? Ngày 14 tháng 4, tàu The Harmony của công ty cổ phần vận tải biển Hòa Phát đã chở hơn 80.000 tấn than từ tảng Gladstone, Australia về khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là hải trình đầu tiên của The Harmony sau khi được tập đoàn Hòa Phát mua lại. Đại diện Hòa Phát Dung Quất cho biết, than ở các mỏ của Việt Nam chủ yếu là than gầy, không phù hợp cho luyện kim. Vì vậy, Hòa Phát thường nhập than mỡ từ nước ngoài, đa phần là Australia, rồi luyện thành than cốc để làm nguyên liệu cho vào lò cao cùng với quặng sắt, đá vôi. Năm 2020, Hòa Phát đã nhập khẩu gần 2 tỷ đô la Mỹ máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất. Trong đó, riêng thị trường Australia chiếm 35%, tương đương với 700 triệu đô la Mỹ. Dự kiến năm 2021, Hòa Phát sẽ nhập từ Australia 4 triệu tấn quặng, 3,5 triệu tấn than các loại, tổng giá trị ước tính 1,44 tỷ đô la Mỹ. Cuối tháng 2 năm 2021, Hòa Phát đã mua và tiếp nhận hai tàu chở hàng rời cỡ lớn với trọng tải 90.000 tấn để vận chuyển than và quặng sắt cho khu liên hợp Dung Quất. Hiện nay, cảng nước sâu Hòa Phát Dung Quất có khả năng tiếp nhận tàu với tải trọng tối đa lên tới 200.000 tấn. Để dễ hình dung, siêu tàu container Ever Given chắn ngang kênh đào Suez hồi cuối tháng 3 vừa qua có trọng tải 220.000 tấn. Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long cho biết, khả năng tiếp nhận tàu cỡ lớn giúp giảm chi phí nguyên vật liệu 3-5 đô la Mỹ một tấn. Mỗi năm, Hòa Phát nhập khẩu tới hàng chục triệu tấn nguyên liệu các loại nên chi phí tiết kiệm được là rất lớn. Cảng nước sâu này cũng giúp việc vận chuyển thành phẩm đi tiêu thụ được thuận tiện hơn. Đại diện Hòa Phát Dung Quất cho biết, mỗi tuần có một tàu lớn cập cảng. Ngoài ra, còn nhiều tàu nhỏ hơn thường xuyên ra vào. Bí mật đằng sau đoạn quảng cáo TVC VinFast đang gây sốt trên CNN. Đoạn phim quảng cáo chỉ 30 giây nhưng để lại một ấn tượng rất mạnh mẽ về niềm cảm hứng mà VinFast đang phủ sóng dày đặc vào các khung giờ vàng trên kênh tin tức hàng đầu của Mỹ CNN. Nhưng ít ai biết, đứng sau TVC đẳng cấp này lại chính là AKQA, đế chế số 1 trong ngành quảng cáo và sáng tạo toàn cầu. AKQA là ai? Nếu như trên thế giới có một nơi mà ông lớn của tất cả các lĩnh vực đều tìm đến để đặt sản phẩm quảng cáo, thì đó chỉ có thể là AKQA. Danh sách khách hàng hùng hậu của AKQA là niềm mơ ước của bất kỳ hãng quảng cáo truyền thông nào trên thế giới. Các gã khổng lồ công nghệ như Apple, Google, Facebook, Amazon, cho đến các ông hoàng ô tô như Rolls-Royce, Ferrari, Audi, Volvo, Maserati, Toyota hay là đế chế thời trang như Nike, LHMV, Levi's và thế lực hàng đầu với giải trí ẩm thực như Netflix, Disneyland, Coca-Cola đều coi AKQA là thầu ruột. Thành lập năm 1994 tại Anh, AKQA là hãng truyền thông và thiết kế kỹ thuật số thuộc sở hữu của WPP, tập đoàn quảng cáo truyền thông số 1 thế giới. Theo xếp hạng của Forbes năm 2020, WPP là doanh nghiệp trong top 700 thế giới với giá trị tài sản là 41,5 tỷ đô la Mỹ. Năm 2020, WPP đã gây chấn động khi sáp nhập Grey Group và AKQA để thành lập ra AKQA Group. AKQA trở thành đế chế số 1 trong ngành quảng cáo truyền thông khi sở hữu hơn 100 văn phòng tại 50 quốc gia với hơn 6.000 nhân viên. Không chỉ sở hữu quy mô khủng và mạng lưới sáng tạo không biên giới, AKQA Group giờ đây như hổ mọc thêm cánh khi hội tụ sức mạnh từ phía Grey, công ty kỹ thuật số thành lập năm 1917, được biết đến với khả năng kể chuyện điêu luyện cũng như chiến lược xây dựng thương hiệu toàn cầu. Theo báo cáo nghiên cứu thị trường quốc tế của Gartner Magic Quadrant năm 2020 của Gartner, cơ quan nghiên cứu hàng đầu thế giới, AKQA năm thứ 3 liên tiếp được xếp ở vị trí công ty marketing toàn cầu hàng đầu. Lựa chọn số 1 của các thương hiệu xe hơi đẳng cấp. Trong giới xe cộ, AKQA là tên tuổi lâu năm được các hãng xe danh tiếng trên thế giới chọn mặt gửi vàng. Điển hình là màn ra mắt vô cùng độc đáo và ấn tượng của mẫu Dodge, huyền thoại ô tô nước Anh Rolls-Royce do AKQA thiết kế. Trước sự kiện, các trang mạng xã hội của Rolls-Royce đồng loạt chìm trong bóng tối. AKQA cũng tung lên Instagram của hãng xe 9 màn hình đen hiện thị duy nhất thông tin ngày tháng, hé lộ một mẫu xe mới sắp ra đời. Điểm nhấn của sự kiện là đoạn video giới thiệu xe được đăng trên Instagram của Rolls-Royce vào đúng thời điểm mặt trời mọc. Màn ra mắt đã thành công ngoài mong đợi khi đưa tài khoản Instagram trở thành kênh mạng xã hội phát triển nhanh nhất của hãng xe, chỉ riêng đoạn video giới thiệu đã nhận được hơn 1,4 triệu lượt xem. Trong khi đó, thì hãng xe thể thao trăm năm tuổi của Ý là Maserati đã có một màn ra mắt chiếc hybrid đầu tiên New Ghibli 2021 tại Trung Quốc vô cùng ấn tượng.
Khán giả được AKQA mời theo dõi sự kiện được phát trực tiếp trên các nền tảng WeChat, IQG, Tmall và TikTok. Đoạn phim dài 30 phút do AKQA lên ý tưởng và phát triển, sử dụng kỹ thuật quay CGI tiên tiến, giúp khách hàng nhập vai có khả năng trải nghiệm như đang di chuyển xe, đồng thời khám phá các tính năng công nghệ mới của chiếc Ghibli Hybrid 2021. Sự sáng tạo và năng lực của AKQA đã khiến cho nhiều hãng xe mong muốn được chọn họ là thầu ruột cho các chiến dịch truyền thông marketing. Nhà thầu chảnh nhất thế giới. Tuy nhiên thì không phải cứ muốn là đã thuê được AKQA. Với danh tiếng và tầm vóc của mình, nhà thầu đẳng cấp này luôn kén chọn khách hàng theo luật chơi của riêng mình. Đại diện một hãng xe từng hợp tác với AKQA tiết lộ, AKQA luôn khắt khe trong việc lựa chọn đối tác và nghiêng ngặt trong xây dựng lòng tin, đặc biệt là với các thương hiệu mới. Đối tác thường phải hội tụ đủ các yếu tố, bền vững, sáng tạo đủ tầm cỡ để cho AKQA có thể thỏa sức sáng tạo và giữ vững vị thế của thương hiệu. Chính vì thế mà thông tin AKQA là đơn vị đứng sau thực hiện TVC giới thiệu VinFast trên CNN toàn cầu đã gây sửng sốt cho cộng đồng sáng tạo trong nước và quốc tế. Tài khoản Marshall từ Mỹ viết trên Twitter rằng nếu AKQA là đối tác của VinFast, chắc chắn hãng xe Việt này rất tuyệt vời. Chiếc xe điện ở cuối TVC sắp được họ bán ra ở Mỹ đúng không? Thật sự đẳng cấp. Theo giới phân tích, TVC VinFast do AKQA thực hiện được phát rầm rộ trên kênh truyền hình CNN có thể là khởi đầu cho một chiến lược phủ sóng quốc tế của hãng xe Việt. Đặc biệt là việc bắt tay với các tên tuổi hàng đầu thế giới như AKQA cho thấy thương hiệu VinFast đã thực sự được quốc tế hóa, tiền đề để cho hãng xe tiến ra thị trường thế giới một cách thuận lợi. Và đây hẳn là lựa chọn thông minh thể hiện tầm vóc và đẳng cấp thế giới của thương hiệu xe hơi Việt VinFast. Cuộc đua nghìn tỷ đô của ngành ô tô. Sau khi nhóm Big Tech đạt giá trị vốn hóa nghìn tỷ đô, nhiều công ty cũng đang quyết liệt hướng tới ngưỡng này và các đại diện của các ngành công nghiệp ô tô cũng không phải ngoại lệ. Các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới. Tesla dẫn đầu cuộc chơi khi công ty sản xuất xe điện Electric Vehicles và năng lượng sạch trở thành nhà sản xuất ô tô có giá trị nhất thế giới vào tháng 6 năm 2020. Cuộc cách mạng xanh. Tăng trưởng vượt bậc của Tesla nói lên tính tất yếu của cuộc cách mạng xanh trong ngành xe hơi. Hiện nay, nhiều thương hiệu lớn đã đi theo định hướng phát triển của Tesla, bổ sung thêm xe điện vào chuỗi sản xuất của mình. Dưới đây là một số công ty đang chuyển dịch sang sản xuất xe EV. Hạng 2. Toyota. Xếp sau Tesla trong cuộc đua, Toyota tăng dần sản lượng xe điện, hãng sản xuất 10.000 xe trong năm 2020 và có kế hoạch tăng lên 30.000 xe EV vào năm nay. Qua đó, Toyota hy vọng đạt được mục tiêu sản xuất 500.000 xe điện vào năm 2025. Hãng này cũng dự định ra mắt 10 mẫu xe điện mới toàn cầu. Hạng 3. Volkswagen. Volkswagen dự kiến đầu tư 86 tỷ USD vào công nghệ kỹ thuật số và xe điện cho đến năm 2025. Là nhà sản xuất ô tô có tổng doanh thu cao nhất khi tập đoàn này sở hữu các thương hiệu xe Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati. Không có gì lạ khi Volkswagen bắt trend xe điện để duy trì vị thế trên thị trường. Đáp ứng các mục tiêu khí thải nghiêm ngặt do châu Âu đặt ra, Volkswagen tăng tỷ lệ doanh số bán hàng xe điện tại khu vực EU từ 40% lên 60% vào năm 2030. Hạng 4 năm, BYD và NIO sớm nhảy vào cuộc chơi với mục tiêu là quốc gia dẫn đầu trong công nghệ pin lithium-ion, thành phần thiết yếu của xe EV. Chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ hàng tỷ USD để các nhà sản xuất xe điện trong nước là BYD và NIO phát triển. BYD được tỷ phú Warren Buffett đầu tư, trong khi NIO là câu trả lời của Trung Quốc đối với Tesla và nỗ lực thâu tóm thị phần xe điện nội địa. Hạng 7. General Motors. General Motors đầu tư 27 tỷ USD vào xe điện và xe không người lái đến năm 2025. Công ty dự kiến tung ra 30 mẫu xe EV hoàn toàn mới trong cùng năm. Đặc biệt hơn, GM đã tạo ra pin xe điện mới, giúp xe chạy được 644 km trên lần sạc, tương đương với dòng Model S của Tesla. Hạng 9. Stellantis. Trong động thái khác, Fiat Chrysler và Porsche SA đã hoàn tất việc sáp nhập thành Stellantis vào ngày 16 tháng 1 năm 2021. Hạng 11. Honda. Honda có quyết định bất ngờ khi rút khỏi cuộc đua F1 trong tương lai. Thay vào đó, hãng cam kết trở thành nhà sản xuất ô tô trung hòa carbon vào năm 2050. Để làm được điều này, Honda chuyển nguồn tài chính của mình khỏi F1 và hướng tới R&D và các công nghệ xe chạy bằng pin nhiên liệu FCV và pin EV, BEV.
Hạng 15, Forbes. Forbes biết chính xác những gì các tín đồ của mình muốn khi hãng có kế hoạch điện hóa những mẫu xe thương mại phổ biến nhất, chẳng hạn như Mazda Mach-E SUV. Đây là chiến lược nằm trong chương trình đầu tư vào xe EV trị giá 11,5 tỷ USD của hãng nhằm thu hút người mua mới. Thông số kỹ thuật tương đương với dòng Model Y của Tesla, kỹ sư của Ford cũng lấy cảm hứng từ iPhone và Netflix để xây dựng hệ thống thông tin giải trí và trình điều khiển cho xe Mustang Mach-E, tạo ra mẫu xe công nghệ từ A đến Z đầu tiên. Tăng tốc. Giữa bối cảnh càng có nhiều công ty tham gia vào cuộc đua nghìn tỷ đô, việc ngành công nghiệp xe hơi chuyển dịch sang sản xuất xe điện sẽ giảm thiểu chi phí sản xuất cũng như tăng độ phủ của xe EV, trong khi Tesla có khả năng trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên cán mốc nghìn tỷ USD, còn bao lâu các đối thủ khác mới bắt kịp? VinFast muốn bán ô tô điện thông minh tại Mỹ từ năm 2022. Sau những thành công bước đầu ở thị trường nội địa, bắt đầu từ năm 2022, VinFast sẽ tham gia các thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, châu Âu với các mẫu xe ô tô điện thông minh. Vẫn giữ thông lệ từ các năm trước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup Phạm Nhật Vượng đã có những lời mở đầu cho báo cáo thường niên năm 2020 của Vingroup. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng khẳng định việc đẩy mạnh hợp tác, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trên mọi lĩnh vực là định hướng xuyên suốt của Vingroup. Ông Phạm Nhật Vượng cho biết, Vingroup phải không ngừng sáng tạo, hợp tác và kết nối trí tuệ, chia sẻ tinh hoa công nghệ trên phạm vi toàn cầu để cùng tạo ra những đột phá thực sự trong việc ứng dụng công nghệ vì cuộc sống của con người. Muốn làm được như vậy, cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề, thay đổi tư duy, không chỉ làm theo thông lệ hiện có. Năm 2020, VinFast ghi nhận doanh số bán hàng kỷ lục với 31.500 ô tô và 45.400 xe máy điện. Hãng dự kiến sẽ triển khai hơn 2.000 trạm sạc với tổng số hơn 40.000 cổng sạc tại các bãi đỗ xe trong năm 2021 nhằm phục vụ cho hệ sinh thái xe điện. Đầu năm 2021, VinFast đã cho ra mắt 3 mẫu ô tô điện thông minh tự hành, 1 mẫu xe buýt điện và 6 mẫu xe máy điện. Trong đó, mẫu xe ô tô điện VF E34 sẽ bàn giao vào cuối năm 2021 tại Việt Nam. Hai mẫu ô tô điện VF E35 và VF E36 sẽ được VinFast giới thiệu rộng rãi tại Việt Nam và thị trường quốc tế, bao gồm Mỹ, Canada, châu Âu vào năm 2022. VinFast cũng đang được Vingroup xem xét niêm yết tại Mỹ thông qua việc sáp nhập với một công ty sách trắng với kỳ vọng huy động được khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Một thương hiệu khác của Vingroup cũng hướng ra thị trường quốc tế là mảng thiết bị thông minh, điện thoại thông minh Vsmart. Năm 2020, Vsmart đạt doanh số bán lên tới gần 2 triệu sản phẩm, chiếm 12,7% thị phần điện thoại thông minh Việt Nam. Tính đến nay, Vsmart đã cho ra mắt thị trường 18 mẫu điện thoại thông minh Vsmart nằm trong phân khúc từ phổ thông đến cao cấp. Bên cạnh đó, Vsmart cũng bắt đầu mở rộng danh mục sản phẩm sang các thiết bị điện tử khác, đặc biệt là giải pháp nhà thông minh, đô thị thông minh. Từ những thành công đã đạt được, thị trường Mỹ trở thành thị trường mục tiêu trong năm 2021 là cơ sở để Vsmart tiến tới chiến dịch toàn cầu hóa cả ở mảng điện thoại và gia công xuất khẩu. Ở lĩnh vực thương mại dịch vụ, bất động sản tiếp tục là trụ cột của Vingroup với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Vinhome đạt lần lượt 71.500 tỷ đồng và 28.200 tỷ đồng. Giá trị thương hiệu của Vinhome và Vincom Retail đều tăng so với năm 2019, đạt 413 và 168,8 triệu đô la Mỹ. Về lĩnh vực y tế, năm 2020, toàn hệ thống Vinmec đã tiếp nhận 638.000 lượt bệnh nhân khám nội trú và ngoại trú với tổng doanh thu đạt 2.675 tỷ đồng. Năm 2020, One Mile Group tiếp tục mở rộng quy mô của VinID, đồng thời cho ra mắt hai nền tảng dịch vụ khác là VinShop và One Housing, từ đó bắt đầu hình thành hệ sinh thái số với 3 lĩnh vực: dịch vụ tài chính, bán lẻ và bất động sản có tổng quy mô thị trường lên tới 75 tỷ đô la Mỹ. Năm 2020, Vingroup đạt 110.500 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 4.500 tỷ đồng. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tất cả những gì Vingroup làm nhằm tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Trong thông điệp gửi cổ đông năm nay, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup khẳng định, định hướng xuyên suốt của Vingroup là đẩy mạnh hợp tác, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trên mọi lĩnh vực. Theo ông Vượng, công nghệ sẽ là chìa khóa then chốt thúc đẩy sự phát triển, tối ưu trí tuệ, khai phóng tiềm năng của toàn bộ hệ thống. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn Vingroup phải không ngừng sáng tạo, hợp tác và kết nối trí tuệ, chia sẻ tinh hoa công nghệ trên phạm vi toàn cầu để cùng nhau tạo ra những đột phá thực sự trong việc ứng dụng công nghệ vì cuộc sống của con người. Theo ông Vượng, để làm được như vậy, cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề, thay đổi tư duy, không chỉ làm theo những thông lệ hiện có.
Ông Vượng muốn Vingroup phải giữ vững tinh thần tiên phong, bứt phá để vượt mọi giới hạn, không chỉ vì sự phát triển của Vingroup mà còn là đóng góp cho Việt Nam và hơn thế nữa. Ông Vượng nói, tất cả nhằm mang lại những sản phẩm, dịch vụ giá trị, góp phần tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Trên thực tế, đây là định hướng mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đề ra từ lâu. Cách đây vài năm, trong một cuộc phỏng vấn, ông Vượng từng nói về mục tiêu bản thân qua từng thời kỳ. Ngày xưa là câu chuyện cơm áo gạo tiền, đầu tiên khi đi làm là muốn kiếm tiền giúp bố mẹ đỡ nghèo đỡ khổ. Sau này có tí tiền lên thì để mình sống một cách thoải mái sung túc, vợ con đều huề. Dần dần lớn hơn nữa thì công việc là đam mê. Và giờ, mục tiêu cuối cùng là làm được cái gì đó cho đời. Ông Vượng đang tiến tới mục tiêu cuối cùng này bằng công nghiệp, công nghệ. Còn theo ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Vingroup, thông điệp xuyên suốt của Vingroup trong năm 2021 sẽ là công nghệ dẫn lối, kiến tạo tương lai. Tập đoàn sẽ đẩy mạnh việc toàn diện sử dụng công nghệ trong quản trị, vận hành, đón đầu nhu cầu của khách hàng và phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ xuyên suốt, làm nền tảng quyết định sức mạnh cạnh tranh của Vingroup trên thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế. Với tham vọng khẳng định tên tuổi trên thị trường quốc tế, đầu năm nay, VinFast đã chính thức công bố tầm nhìn trở thành hãng ô tô điện thông minh được ưa chuộng toàn cầu với việc giới thiệu đồng thời 3 mẫu ô tô điện thông minh tự hành đầu tiên là VF-E34, VF-E35 và VF-E36. Theo kế hoạch, VinFast sẽ giới thiệu rộng rãi các mẫu ô tô điện không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thị trường quốc tế, đầu tiên là tại Mỹ, Canada và châu Âu. Từ Cà Phê Bít, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Vingroup khai trương siêu quần thể nghỉ dưỡng vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á, Phú Quốc United Center. Ngày 21 tháng 4 2021, tập đoàn Vingroup đã chính thức khai trương siêu quần thể nghỉ dưỡng vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á, Phú Quốc United Center. Siêu quần thể này sở hữu 5 kỷ lục Việt Nam đã được xác lập, 7.200 đại cảnh trình diễn, 12.000 mini show mỗi năm. Tọa lạc tại vị trí Bắc đảo trên diện tích hơn 1.000 ha, Phú Quốc United Center được đánh giá là vũ trụ du lịch giải trí đầu tiên tại Việt Nam có thể sánh ngang với các điểm đến cuốn hút hàng đầu hành tinh như Jeju Hàn Quốc, Clark Quay Singapore hay Las Vegas của Mỹ. Khu quần thể nghỉ dưỡng vui chơi giải trí này cũng được tổ chức kỷ lục Việt Nam công bố đạt đồng thời 5 kỷ lục quốc gia, trong đó Phú Quốc United Center được công nhận là kỷ lục siêu quần thể đa dạng với các loại hình vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng có diện tích lớn nhất Việt Nam. 4 kỷ lục còn lại được trao cho 2 hạng mục công trình và 2 chương trình nghệ thuật, bao gồm công trình nhà tre lớn nhất Việt Nam, Teddy Bear Museum, khu trưng bày gấu Teddy đầu tiên tại Việt Nam, chương trình nghệ thuật thực cảnh sử dụng công nghệ trình diễn 3D hiện đại tái hiện lại các điển tích lịch sử truyền thống của Việt Nam nhiều nhất, và chương trình nghệ thuật thực cảnh đa phương tiện trên mặt nước lớn nhất Việt Nam lấy cảm hứng từ tinh hoa văn hóa châu Âu. Cụ thể, công trình tre lớn nhất Việt Nam do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế, Bamboo Legend, được xây dựng từ hơn 32.000 cây tre với những đường vòm cong mô phỏng mái đình truyền thống. Bên cạnh đó là sự xuất hiện lần đầu tiên của mô hình nhà gấu Teddy Bear lừng danh thế giới. Với quy mô hơn 1.500 m², Teddy Bear Museum Phú Quốc là thành viên thứ 8 của hệ thống bảo tàng gấu Teddy trên toàn cầu, với thế giới gấu bông có đủ hình dáng, kích thước. Kỷ lục chương trình nghệ thuật thực cảnh sử dụng công nghệ trình diễn 3D hiện đại tái hiện lại các điển tích lịch sử truyền thống của Việt Nam nhiều nhất thuộc về tổ hợp thực cảnh tinh hoa Việt Nam. Với gần 3.000 mini show ban ngày và 365 dạ tiệc thực cảnh mỗi năm, tinh hoa Việt Nam tái hiện đời sống, văn hóa và lịch sử Việt Nam thời xưa trong kinh thành cổ với những thông điệp về văn hóa truyền thống sâu sắc. Nhờ công nghệ bom tấn và hàng loạt các kỹ xảo tiên tiến nhất, nha chuyển động, người bay, trang cơ khí khổng lồ và 3D mapping, màn trình diễn thực cảnh tạo nên sự thăng hoa văn hóa Việt trong thế giới giải trí hiện đại. Siêu show Sắc Màu Venice lập kỷ lục là show diễn nghệ thuật thực cảnh đa phương tiện trên mặt nước lớn nhất Việt Nam lấy cảm hứng từ tinh hoa văn hóa châu Âu. Sở hữu hệ thống sân khấu gần 15.000 m², hội tụ đủ các công nghệ và thiết bị hiện đại bậc nhất thế giới. Đây cũng là một trong những màn trình diễn thực cảnh mãn nhãn bậc nhất Việt Nam khi đã tái hiện được trọn vẹn vẻ đẹp thơ mộng của Venice qua các vũ điệu, vals, ánh sáng, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn trên mặt hồ độc nhất vô nhị. Tam giác liên hoàn show lớn nhất khu vực của Phú Quốc United Center được hoàn thiện bởi màn trình diễn nhạc nước thực cảnh đẳng cấp thế giới Wands Show do đơn vị sáng tạo lừng danh thế giới Quantum thực hiện, phản chiếu thế giới cổ tích qua vũ điệu của nước, ánh sáng, lửa, băng và hiệu đứng 3D mapping hoành tráng choáng ngợp mọi giác quan. Vũ trụ siêu show triệu đô chỉ diễn mỗi ngày cùng với hơn hoạt động kinh doanh của 1.000 căn shop house tạo nên một thế giới tương tác không ngừng nghỉ 24/7 Grand World trên quy mô 85 ha ngay trung tâm của Phú Quốc United Center, biến nơi đây trở thành một điểm đến đặc biệt không tồn tại ranh giới thời gian và không gian, mang đến cho du khách trải nghiệm xuyên không từ kinh thành Việt Nam cổ xưa cho đến Venice trắng lệ,
từ Thượng Hải Sumwood sang công viên nghệ thuật đương đại Urban Park, từ chợ đêm Phú Quốc Grand World rực rỡ qua quảng trường vũ điệu nhiệt đới náo nhiệt. Tại đây thì du khách có thể ăn chơi và mua cả thế giới, với hệ thống nhà hàng và các khu phố tràn ngập thương hiệu trong nước và quốc tế có mặt tại đảo Ngọc. Grand World cũng là nơi mà du khách có thể trải nghiệm những tuyến phố giải trí, hệ thống quán bar hay casino Corona. Bổ sung hoàn hảo cho vũ trụ du lịch giải trí tại Phú Quốc United Center là hệ thống hơn 12.000 phòng của các thương hiệu khách sạn, từ 5 sao cho đến mini hotel như Vinpearl, Vinoasis, Vinholidays, Radisson Blu, cùng với hệ thống công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam VinWonders Phú Quốc, công viên bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất châu Á Vinpearl Safari, hệ thống MIC 5 sao Vinpearl Convention Center, sân golf 18 hố Vinpearl Golf, bệnh viện quốc tế Vinmec. Tất cả tạo nên một siêu quần thể Phú Quốc United Center theo mô hình tiên phong One Stop Destination, một điểm đến mọi nhu cầu, quy mô và đẳng cấp thế giới. Siêu vũ trụ du lịch giải trí với những trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam, từ hệ sinh thái hoàn hảo và khổng lồ của Phú Quốc United Center sẽ là bước khởi đầu tiên phong và mạnh mẽ cho nền kinh tế đêm phát triển tại Việt Nam. Huawei ra mắt ô tô điện đầu tiên, chạy hệ điều hành Harmony OS, nhiều công nghệ giống smartphone, giá bán từ 38.700 đô la Mỹ. Huawei đã chính thức tham gia vào ngành công nghiệp ô tô điện sau khi ra mắt chiếc xe đầu tiên tại triển lãm Thượng Hải. Đây là chiếc ô tô điện được sản xuất bởi sự hợp tác giữa Huawei và hãng BAIC, được trang bị nhiều công nghệ và phần mềm của Huawei. Chiếc xe ô tô điện có tên là ArcFox Alpha S. Mặc dù không có thông tin chính thức, nhưng có vẻ như BAIC đảm trách mọi thứ liên quan đến sản xuất. Đây cũng là một nhà sản xuất ô tô có tiếng tại Trung Quốc. Trong khi đó thì Huawei đảm trách những thứ liên quan đến công nghệ và kết nối thông minh. Có hai mẫu xe được ra mắt, đó là ArcFox Alpha S và Alpha S HI. Mỗi mẫu có hai phiên bản cơ bản và cao cấp. Do đó, người dùng sẽ có 4 sự lựa chọn khác nhau với mức giá từ 251.900 nhân dân tệ, tức là tương đương khoảng 38.700 đô la Mỹ cho phiên bản thấp nhất, và mức giá 429.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 66.000 đô la Mỹ cho phiên bản SHI cao cấp nhất. Chiếc ô tô điện này cũng được trang bị bộ vi xử lý Kirin 990A do Huawei phát triển, sử dụng hệ điều hành Harmony OS cũng do Huawei tự phát triển, có cung cấp kết nối di động 5G. Người dùng cũng có thể dễ dàng đồng bộ hóa chiếc xe của mình với smartphone. Màn hình điều khiển ở trung tâm của chiếc xe rất lớn, có độ phân giải lên đến 4K. Trên màn hình điều khiển này, người dùng có thể kiểm soát được mọi thứ, từ giải trí xem video cho đến tùy chỉnh khả năng lái xe tự động của chiếc ô tô. Về khả năng vận hành của chiếc xe điện này, ArcFox Alpha S được trang bị bộ pin 93,6 kWh, có thể chạy được 700 km cho mỗi lần sạc. Chiếc xe còn được Huawei trang bị công nghệ sạc nhanh giống như smartphone, tức là chỉ cần sạc 10 phút có thể đi được gần 200 km. Không chỉ có vậy, chiếc ô tô còn có cả sạc không dây, nhưng Huawei đã không tiết lộ tính năng sạc không dây này hoạt động như thế nào và mất bao lâu để sạc được đầy pin. Huawei ngoài ra còn trang bị thêm một con chip quản lý điện năng giúp kiểm soát nhiệt độ ở mức an toàn trong suốt quá trình sạc. Thần đồng gốc Việt 13 tuổi đã học hai chuyên ngành đại học có nguy cơ bị trục xuất vì quá thông minh. Tại sao lại như vậy? Trong trường hợp này, sự thông minh quá mức của cô bé đã trở thành rắc rối vì chưa có quy định nào về nó cả. Năm 2020, truyền thông thế giới dành sự chú ý đặc biệt đến một cô bé sống tại New Zealand. Đó là Vicky Ngô Ngọc, một thần đồng gốc Việt. Năm ấy, cô bé chỉ mới 13 tuổi đã được chấp thuận nhập học vào Đại học Công nghệ Auckland, AUT, thậm chí là theo đuổi hai chuyên ngành là toán và tài chính. Tuy nhiên, chính sự thông minh quá mức của Vicky Ngô Ngọc lại là nguồn cơn của rắc rối. Cô bé hiện đang phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất chỉ vì quá thông minh so với tuổi của mình. Tại sao lại như vậy? Bộ Giáo dục New Zealand họ đã phải sử dụng điều luật giáo dục hiện hành của đất nước để đặt cách cho các sinh viên 18 tuổi được nhập học với trường hợp của cô bé. Với lộ trình theo đuổi việc học, cô sinh viên nhí dự tính sẽ tốt nghiệp ở tuổi 15. Đại diện của AUT cho biết, Vicky là một sinh viên xuất sắc và dựa trên tiến trình đăng ký tín chỉ hiện nay, cô bé sẽ hoàn thành bằng vào năm tới và sẽ dự lấy tốt nghiệp vào mùa đông năm 2022 ở tuổi 15. Nhưng sự thông minh quá mức của cô bé lại là nguồn cơn của rắc rối. Việc cô bé hoàn thành việc học quá sớm lại vô tình không đáp ứng đủ điều kiện định cư sau đại học của New Zealand. Được biết, chỉ những người trên 18 tuổi mới được đăng ký xin thị thực sau đại học cho sinh viên quốc tế tại New Zealand. Chính bởi lý do này mà mẹ của Vicky, người đã nhận nuôi cô bé từ một gia đình nghèo ở Việt Nam, hiện đang rất lo lắng trước viễn cảnh chia cắt khi cô bé bị buộc phải về nước. Tuy nhiên, theo trường đại học AUT, họ tin rằng trường học của Vicky xứng đáng có được một ngoại lệ. Đại diện của trường chia sẻ, dù trường không thể can thiệp vào quy trình cấp quyền công dân,
nhưng chúng tôi tin Vicky là một ứng viên đủ tốt và đặc biệt để Bộ Nhập cư New Zealand cân nhắc. Simon Lawrence, luật sư tư vấn nhập cư cho biết, mẹ của Vicky đã tìm đến ông để xin lời khuyên. Lawrence cho biết, thực ra luôn có những tình huống ngoại lệ và chẳng có gì ngăn cản cơ quan quản lý cấp một bản thị thực cả. Đó là những gì chúng tôi sẽ thử làm. Lawrence tin rằng lợi thế trong trường hợp của Vicky là câu chuyện của cô bé chưa từng được biết tới và nó đang được báo chí đề cập. Hiện tại, ông đang chờ đợi hướng dẫn của Bộ để thực hiện các bước tiếp theo và vẫn chưa nộp đơn xét thị thực nào cho Bộ. Đối với mẹ của Vicky, bà cho biết thực sự sẽ là thiếu công bằng nếu Vicky bị trừng phạt. Trong trường hợp này là trục xuất chỉ vì quá thông minh so với tuổi của mình. Thông tin về sự việc sẽ được cập nhật trong thời gian tới. VinAI tiên phong nâng cấp đổi mới sáng tạo tại khu vực Đông Nam Á với siêu máy tính mạnh nhất Việt Nam. Vingroup, tập đoàn đa ngành lớn nhất Việt Nam, lắp đặt siêu máy tính AI mạnh nhất khu vực NVIDIA DGX Super POD mới. Siêu máy tính này phục vụ cho các sáng kiến của Viện Nghiên cứu Trí tuệ VinAI thuộc tập đoàn Vingroup, ứng dụng cho xe điện tự hành, chăm sóc sức khỏe đến các dịch vụ cho người tiêu dùng, không chỉ tại Việt Nam mà còn hướng ra toàn cầu nữa. Ngôi sao mới trên bản đồ AI. Một trong những sứ mệnh quan trọng nhất của VinAI là phát triển trí tuệ nhân tạo cho các dòng xe ô tô điện thông minh tự hành sắp tới của VinFast nhằm hiện thực mục tiêu xuất khẩu xe sang các thị trường toàn cầu. Đây là thách thức lớn đối với tiến sĩ Bùi Hải Hưng, người đứng đầu VinAI và các cộng sự. Là một nhà nghiên cứu AI hàng đầu với gần 6.000 trích dẫn từ hơn 200 bài báo, ông Hưng cũng từng đạt huy chương vàng trong cuộc thi Olympic toán quốc tế khi ông còn trẻ. Ông đã sẵn sàng cho thử thách này. Chỉ trong vòng 2 năm, tiến sĩ Bùi Hải Hưng đã xây dựng một đội ngũ bao gồm 200 nhà nghiên cứu và kỹ sư AI. Ông đã cùng với đội ngũ của mình công bố tới hơn 20 công trình nghiên cứu tại hội thảo AI hàng đầu thế giới chỉ trong một năm, mở rộng ranh giới trong nghiên cứu AI và cùng lúc tăng cường việc chuyển giao công nghệ AI vào nhiều sản phẩm của Vingroup. Tiến sĩ Hưng chia sẻ, đến tháng 7, chúng tôi sẽ có một hạm đội những chiếc xe thu thập dữ liệu 24/7 trên những cung đường thực tế lên đến hàng triệu dặm tại Mỹ và châu Âu. Đây thì chỉ là điểm khởi đầu và khối lượng dữ liệu sẽ chỉ có tăng lên. Nhóm sẽ khai thác dữ liệu để thiết kế và tinh chỉnh ít nhất hơn 10 mô hình AI nhằm hỗ trợ khả năng lái xe tự động cấp độ 3 cho ô tô điện của VinFast. DGX Super POD, động lực phía sau. Tiến sĩ Hưng dự đoán cần phải huấn luyện lại các mô hình AI hàng ngày khi có dữ liệu mới. Ông tin rằng DGX Super POD có thể tăng tốc gấp 10 lần để xử lý khối công việc AI của hệ thống NVIDIA DGX A100 mà VinAI hiện đang sử dụng, cho phép các kỹ sư cập nhật mô hình của họ sau mỗi 24 giờ. Tiến sĩ Hưng nói, đó là mục tiêu hướng tới, chúng tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chúng tôi sẽ cần rất nhiều sự trợ giúp từ NVIDIA. Và ông hy vọng vào tháng 5 2021 sẽ có cụm 20 hệ thống DGX A100 mới được liên kết với nhau với NVIDIA Mellanox SGR mạng InfiniBand 200GB/giây, đào tạo các tài năng đẳng cấp thế giới. Với siêu máy tính DGX Super POD, tiến sĩ Bùi Hải Hưng hy vọng sẽ thu hút và phát triển thêm nhiều tài năng AI đẳng cấp thế giới tại Việt Nam. Vào tháng 10, công ty đã tổ chức buổi lễ đánh dấu kết thúc năm học đầu tiên cho 260 sinh viên đầu tiên tại Đại học Vin University. Đây là đại học tư thục và phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam do tập đoàn Vingroup sáng lập và tài trợ toàn phần, hiện nay đang cung cấp các chương trình đào tạo về kinh doanh, kỹ thuật, khoa học máy tính và khoa học sức khỏe. Đây cũng là dấu hiệu của một tương lai tốt đẹp hơn như là tòa Landmark 81, tòa nhà chọc trời 81 tầng cao nhất cả nước ta mà Vingroup đã xây dựng và vận hành bên bờ sông Sài Gòn. Viện trưởng Viện Nghiên cứu VinAI cho rằng công nghệ AI là cách để đưa công ty phát triển và có thể tạo ra nhiều tác động đến cuộc sống của người dân ở Việt Nam. Ông Hưng cũng lưu ý thêm là các bộ phận khác trong tập đoàn cũng sử dụng hệ thống DGX để thúc đẩy chẩn đoán và hình ảnh y tế. Một cuộc sống tốt đẹp hơn với công nghệ AI. Tiến sĩ Hưng cũng là người đã tận mắt chứng kiến những ảnh hưởng tích cực của trí tuệ nhân tạo. Công việc ban đầu của ông trong lĩnh vực này là tại SRI International ở Menlo Park, California, đã giúp tạo ra công nghệ hỗ trợ trợ lý Siri trong iPhone của Apple. VinAI đã phát triển công nghệ cho phép người dùng thiết bị di động cầm tay VinSmart mở khóa điện thoại bằng nhận dạng khuôn mặt ngay cả khi đang đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, các nhà nghiên cứu AI cốt lõi tại VinAI đã phát triển Forbert, một phiên bản dành cho tiếng Việt của mô hình Transformer khổng lồ và được sử dụng để xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Đây là những công trình đẳng cấp thế giới mà 2 năm trước, chủ tịch của Vingroup ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú đầu tiên của Việt Nam, mong muốn từ VinAI. Ông Vượng cũng là người đã thuyết phục vị tiến sĩ Bùi Hải Hưng rời khỏi vị trí nhà khoa học nghiên cứu trong nhóm DeepMind của Google. Định hướng tương lai AI. Để tăng cường năng lực, VinAI đã trở thành công ty đầu tiên ở Đông Nam Á lắp đặt hệ thống DGX A100. Tiến sĩ Hưng cho biết, chúng tôi đã sử dụng khá thành công phần cứng và phần mềm mới nhất của NVIDIA.
cho nhận dạng giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính. Giờ đây, chúng tôi đang đưa công việc của mình lên một tầm cao mới với hệ thống nhận thức cho xe tự hành. Đó là một thách thức trong bối cảnh làn sóng người đi bộ, đi xe đạp, xe tay ga và ô tô đang ngày càng dâng cao trên đường đến văn phòng ở Hà Nội. Tiến sĩ Hương chia sẻ, khi về Việt Nam, tôi phải học lại cách lái xe trong điều kiện giao thông rất khác so với ở Mỹ. Sau một khoảng thời gian tôi đã hiểu nó, nhưng tôi nghĩ rằng một chiếc máy có thể sẽ làm tốt hơn nữa. Điều kiện lái xe như ở Việt Nam là một thách thức lớn về mặt công nghệ đối với bất kỳ hệ thống lái xe tự động nào trên con đường đến tự hành cấp độ 5. Showroom VinFast trên đất Mỹ dần lộ diện. VinFast vừa công bố kết quả cuộc thi thiết kế showroom VinFast toàn cầu, VinFast Global Showroom Design Competition 2021. Cuộc thi thiết kế showroom VinFast toàn cầu 2021 VFDC 2021 được Hiệp hội Thiết kế Thành phố Hồ Chí Minh và VinFast tổ chức từ ngày 25 tháng 1 đến 25 tháng 2 2021, đã có gần 1.000 bài dự thi đến từ 90 quốc gia trên khắp thế giới. VFDC 2021 đã thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các nhà thiết kế đến từ Mỹ, Canada, châu Âu, Australia và Việt Nam. Đây cũng là những thị trường trọng điểm trong chiến lược vươn ra quốc tế của VinFast. Ngày 23 tháng 4, kết quả 9 bài dự thi xuất sắc đạt giải đã được công bố. Trong đó, có một giải nhất dành cho nhà thiết kế Vicky Daroca của Mỹ, trị giá 30.000 đô la Mỹ và 8 giải nhì, mỗi giải trị giá 1.750 đô la Mỹ. 9 thiết kế showroom VinFast xuất sắc nhất đã được vinh danh tại quảng trường thời đại New York, Mỹ, trước đó một ngày nhân sự kiện Ngày Trái đất Toàn cầu. Nói về tính ứng dụng thực tiễn của các tác phẩm đạt giải, trao đổi với người viết, đại diện hãng xe Việt cho biết đây chưa phải là những thiết kế cuối cùng của showroom VinFast trên toàn cầu. Song, VinFast sẽ chắt lọc những cái hay, hợp lý và khả thi để sử dụng cho mẫu thiết kế áp dụng vào thực tế. Đại diện VinFast chia sẻ, VinFast sẽ không dùng nguyên một mẫu thiết kế nào mà sẽ tham khảo nếu sử dụng chi tiết nào thì sẽ làm việc với tác giả của mẫu thiết kế đó để cùng hoàn thiện thiết kế cuối cùng. Nói thêm về tác phẩm đạt giải nhất của nhà thiết kế Vicky Daroca của Mỹ. Đây là tác phẩm đã gây ấn tượng mạnh với hội đồng giám khảo bởi ý tưởng thiết kế rất khác biệt và thể hiện rõ nét tinh thần bứt phá mọi giới hạn của VinFast. Nhận xét về thiết kế giành giải nhất của cuộc thi, ông Patrick Fong, chủ tịch giải thưởng thiết kế châu Á Thái Bình Dương cho biết, gần như không có ranh giới trong thiết kế không gian showroom của VinFast của nhà thiết kế Vicky Daroca. Cũng lấy cảm hứng từ logo của VinFast, song cách thể hiện của Vicky Daroca vừa phong khoáng, tự do, vừa nhất quán trong cách trình bày. Đến thăm một showroom như vậy chắc chắn là một trải nghiệm thú vị với mọi người. Liên quan đến việc VinFast tiến vào thị trường Mỹ, mới đây, theo nguồn tin của tờ Bloomberg, VinGroup đang xem xét phát hành cổ phiếu lần đầu ra mắt công chúng IPO đối với VinFast tại thị trường Mỹ. Thương vụ IPO dự kiến huy động khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Sau IPO, mức định giá của VinFast có khả năng ít nhất đạt 50 tỷ đô la Mỹ. Phản hồi chính thức trước thông tin trên, hãng xe Việt cho biết công ty thường xuyên xem xét các lựa chọn để huy động vốn và đầu tư cho VinFast. Điển hình là những cơ hội huy động vốn như đầu tư vốn trực tiếp vào công ty, phát hành cổ phiếu mới, gia nhập với công ty mua lại mục đích đặc biệt hoặc các giao dịch khác. Thông báo VinFast cho hay, việc triển khai các giao dịch huy động vốn còn tùy thuộc vào điều kiện thị trường và nhu cầu vốn thực tế của công ty. Công ty sẽ công bố thông tin theo quy định khi quyết định triển khai giao dịch. CNN, giải thưởng VinFuture là sáng kiến đáng chú ý. Theo kênh truyền hình hàng đầu nước Mỹ CNN, giải thưởng VinFuture tạo sự đón nhận trên toàn cầu nhờ việc hướng tới một cuộc sống tốt hơn cho mọi người. CNN đã có bài viết về giải thưởng VinFuture. Đây là một trong những giải thưởng khoa học do tập đoàn Vingroup phát triển có quy mô trên toàn cầu nhằm tôn vinh những nghiên cứu khoa học công nghệ mang lại ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới. Theo CNN, VinFuture là sáng kiến đáng chú ý nhằm xóa bỏ nhiều rào cản, trong đó có việc tiếp cận nguồn lực đầu tư. CNN dẫn lại câu chuyện về Nina Tandon, nhà sáng lập và CEO của Epibon, Mỹ, một công ty y sinh chuyên về tái tạo xương từ tế bào gốc. Bà là nhà khoa học tiên phong nghiên cứu cách sử dụng các tín hiệu điện năng để kích thích phát triển các mô nhân tạo phục vụ việc cấy ghép tại Đại học Columbia, Mỹ. Thậm chí, bà đã từng biến các tế bào trích xuất từ tim của chuột thành mô đập của tim có giá trị ứng dụng cao trong y học. Bằng phương pháp trích xuất và thiết kế các tế bào gốc nhằm tái tạo xương cho cơ thể người, thì kết quả này đã mang lại nhiều thành tựu đột phá và nhiều danh tiếng khoa học cho bà Tandon. Trong một buổi phỏng vấn vào năm 2018, bà Tandon chia sẻ, bản thân được khuyến khích khám phá sinh học có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày như thế nào. Bà đã được truyền cảm hứng và khao khát nghiên cứu bởi có những người chị bị mù loà và anh trai bị mù bóng đêm do rối loạn di truyền và hàng nghìn bệnh nhân khác.
Nhà khoa học này hiểu rõ rằng anh chị của mình và nhiều bệnh nhân tương tự cần những giải pháp chữa trị phù hợp với khả năng kinh tế của mình. Trong hành trình của Nina Sandon, nhiều quỹ và học bổng như học bổng TED, học bổng Fulbright đã tài trợ để thúc đẩy bà khám phá thế giới học thuật y sinh. Có nét tương đồng, giải thưởng VinFuture cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực bởi tạo ra sân chơi khuyến khích các nhóm yếm thế phá bỏ rào cản và tiếp cận nguồn lực như tài chính. Hàng năm, giải thưởng lớn VinFuture Grand Prize trị giá 3 triệu đô la Mỹ sẽ được trao cho tác giả của các nghiên cứu đột phá, các sáng chế công nghệ đã được chứng minh có khả năng làm cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn và cải thiện môi trường sống bền vững cho những thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, thì hướng tới sự đa dạng, sự công bằng về cơ hội và hướng tới tương lai, VinFuture cũng trao 3 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá tương đương 500.000 đô la Mỹ cho tác giả của những phát minh trong các lĩnh vực mới, nghiên cứu sáng chế đến từ các quốc gia đang phát triển và các nhà khoa học nữ. CNN trích thư ngỏ của giải thưởng để nêu lên tâm nguyện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vingroup và vợ của ông, bà Phạm Thu Hương. Đó là tạo nên sự thay đổi tích cực để mang tới một cuộc sống tốt hơn cho mọi người. Đó luôn là mục tiêu của chúng tôi trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống. Với tầm nhìn toàn cầu và hướng tới mục tiêu khoa học phục sự nhân loại, tiêu chí của giải thưởng nhằm vinh danh các tiến bộ trong khoa học công nghệ phù hợp với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc SDGs. Các vấn đề chú trọng gồm xóa nghèo, chấm dứt nạn đói, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, tạo cơ hội hưởng thụ nền giáo dục tiến bộ, nước sạch, năng lượng tái tạo, giảm bất bình đẳng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tỷ phú giàu nhất Việt Nam cam kết bỏ ra 100 triệu đô la Mỹ duy trì giải thưởng. Bà Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch tập đoàn Vingroup kiêm đại diện ủy quyền của VinFuture cho biết, quỹ đã nhận được hơn 700 đăng ký tham gia từ các cá nhân và tổ chức. Bà chia sẻ với CNN rằng đây là con số thực sự ấn tượng, tiếp thêm niềm tin vào ý nghĩa phụng sự nhân loại và sự đúng thời điểm, đúng nhu cầu của VinFuture. Con số này cũng thể hiện được sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng khoa học thế giới đối với giải thưởng. Bà Nguyễn Thục Quyền, giáo sư tại khoa hóa học, hóa sinh tại Đại học California, Santa Barbara, là chủ tịch hội đồng tư vấn của VinFuture. Theo CNN, bà Quyền ủng hộ tầm nhìn của quỹ với mục tiêu khoa học và công nghệ cần được tiếp cận đến số đông. Bà Quyền nhấn mạnh, có rất nhiều công nghệ và đột phá tuyệt vời, nhưng chúng chưa được phổ cập toàn diện tới những người có hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ, vẫn còn hơn 800 triệu người không được tiếp cận với điện trên toàn cầu. VinFuture cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các nhà khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới như Đại học Harvard, Mỹ, Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ, NIH, Đại học Cambridge, Đại học Oxford, Hiệp hội Max Planck, Đức, Đại học Tokyo và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Giáo sư Jennifer Turchise, thành viên của Hội đồng Giải thưởng VinFuture và cũng là Phó Hiệu trưởng Trường Máy tính Khoa học Dữ liệu và Xã hội Đại học California, Mỹ cho rằng, theo thời gian, giải thưởng VinFuture sẽ vươn tới quy mô và có tầm vóc lớn. Ông nói, tôi hy vọng VinFuture sẽ có vị thế và sánh vai với các giải thưởng lớn hiện nay như giải Fair Medal dành cho lĩnh vực toán học hay là giải Turing dành cho lĩnh vực khoa học máy tính. Biển hồ nước mặn lớn nhất Việt Nam khai trương dịp 30 tháng 4. Biển hồ nước mặn rộng 6,1 ha tại Hà Nội ra mắt bằng chuỗi hoạt động mua sắm, đêm nhạc, trải nghiệm và dự kiến thu hút 10.000 người trong ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Những khâu chuẩn bị cuối cùng cho chương trình ra mắt biển hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất Việt Nam vào dịp lễ sắp tới đang được hoàn tất. Đây là hồ nhân tạo tại khu đô thị Vinhome Ocean Park Hà Nội đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam ghi nhận là biển hồ nước mặn lớn nhất Việt Nam. Còn Vinhome Ocean Park được tổ chức kỷ lục thế giới trao danh hiệu khu đô thị có biển hồ nước mặn và hồ nước ngọt nhân tạo trải cát trắng lớn nhất thế giới. Với tên gọi Ocean Lagoon Festival, chương trình khai trương được tổ chức dưới dạng lễ hội với 3 hoạt động chính, bao gồm hội chợ mua sắm Ocean Street Market, trải nghiệm bãi biển, đêm nhạc Wow Ocean Show. Dự kiến, sự kiện có thể đón 10.000 người tham gia là cư dân của khu đô thị cũng như khách tham quan. Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia những hoạt động như làm móng nghệ thuật, ảo thuật đường phố, tự làm gốm, với những chiếc xe ẩm thực lưu động đặt dọc bên rạng dừa thắp sáng về đêm của dãy phố mang phong cách biển Hải Âu. Không cần ra biển dịp 30 tháng 4 này, người dân thủ đô vẫn có thể trải nghiệm không khí biển cả với các hoạt động như tắm biển, lái mô tô nước, chèo thuyền kayak. Ban tổ chức cũng bố trí những khung cảnh chủ đề biển như lâu đài cát, ghế tắm nắng để làm background cho cư dân và du khách chụp ảnh check-in. Sự kiện sôi động nhất trong hai ngày này là đại tiệc âm nhạc hoàng hôn, tương tự những đại tiệc âm nhạc tại Phú Quốc, diễn ra từ lúc hoàng hôn đến tối. Sự kiện là sự kết hợp của những bản nhạc phong cách biển nhiệt đới, xen lẫn retro, với sự tham gia của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Quân AP, Vũ Cát Tường, Lily. Biển hồ nước mặn tại đại đô thị Vinhome Ocean Park do Crystal Lagoon, đơn vị hàng đầu thế giới về biển hồ nhân tạo thi công.
Bờ cát trắng rộng 35m được chọn lọc và vận chuyển từ Nha Trang. Sau lễ khai trương, hạng mục sẽ chính thức đi vào vận hành tại khu đô thị. Theo chủ đầu tư, biển hồ góp phần kiến tạo không gian sống kết hợp nghỉ dưỡng phong cách biển khác biệt cho cư dân thủ đô, hiện thực hóa giấc mơ sống và nghỉ dưỡng trên biển mỗi ngày, ngay giữa Hà Nội đông đúc chật chội. Thông qua chuỗi hoạt động nhân dịp khai trương biển hồ nước mặn Ocean Lagoon Festival tại Vinhome Ocean Park, Vinhome luôn kiến tạo những đặc quyền sống hoàn hảo thông qua tiện ích đầy đủ, quy mô tầm cỡ quốc tế nhằm mang đến một cuộc sống tiện nghi, hiện đại và hạnh phúc mỗi ngày cho cư dân, đại diện chủ đầu tư cho biết. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.